khách hàng họ vô cùng thích đến một cái nơi nào mà giống như là nhà của họ vậy. Đội ngũ của nhân sự của spa, con người tại spa đấy họ thân thiện, họ giống như những người nhà mình vậy. Thì cái bí quyết để giúp đội ngũ của chúng ta tạo được cái sự thân thiện đối với khách hàng của mình đó là gì? Có một yếu tố rất là nhỏ thôi nhưng có thể giúp chúng ta nhanh chóng tạo được cái điểm thân thiện đó. Đó chính là đọc tên khách hàng. Ngay lần gặp đầu tiên khi chúng ta hỏi khách hàng chị tên là gì ạ? Rồi, có thể là chị nói tôi tên là Phương. Thì sau đó chúng ta bắt đầu sử dụng là đưa cái tên Phương này vào cái kịch bản tư vấn của chúng ta. Rồi, em mời chị Phương ngồi, em mời chị Phương lên trên phòng. Chị Phương có hài lòng về dịch vụ của em không ạ? À, chị Phương có đánh giá gì về nhân sự của chúng em không ạ? Khách hàng họ cực kỳ thích cái việc mà người khác đọc tên của mình hay chính bản thân chúng ta thôi. Chúng ta cũng rất là thích cái người nào đó họ vừa mới biết chúng ta thôi mà họ đọc tên của mình một cách cực kỳ thân thiện. Bởi vì cái tên đó là cái điều mà cực kỳ thiêng liêng đối với một con người. Đúng không? Cha mẹ đã đặt tên cho mình rồi và chúng ta được nghe nhiều về cái tên của chúng ta cảm thấy nó rất là hay. Và khi ai đó mới gặp chúng ta thôi, nhất là những cái người mới gặp, họ đọc tên của chúng ta thì tự dưng làm cho chúng ta có một cái ấn tượng gì đó cực kỳ là sâu sắc. Và với khách hàng cũng vậy, khi nhân sự của chúng ta, khi bản thân của chúng ta, những người chủ spa, chúng ta áp dụng cái cách đó, chúng ta không còn một cái tí gì mà xa vời cao xa với khách nữa cả. Chúng ta đọc tên khách hàng thì tự dưng cái khoảng cách giữa bản thân chúng ta, khoảng cách giữa những người nhân sự của chúng ta đối với khách hàng nó bị xóa nhòa đi. Nó chỉ còn một cái sự gần gũi, nó chỉ cần một sự thân thiện và làm cho khách hàng họ cực kỳ thích những cái con người ở spa của chúng ta. Và cái tỷ lệ khách hàng họ quay lại rồi, họ đồng ý mua hàng của chúng ta nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.